Là tôi đây, em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 7.000 câu nha anh em. 7.000 câu này là 7.000 câu lóng dài, có chiều dài tầm khoảng 8m1, từ 7m2 tới 8m1. Những cây cần câu tay này chia cho anh em câu gần, đánh săn hàng. Rồi để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip em lên đó, thì em nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đếm lên cái thứ nhất cho mọi người tham khảo. Cây cần thứ nhất là một cây cần của Nissin, gốc nó đây đó. Cây cần thứ nhất là cần của Nissin, cây này dài 7m2 nha anh em, carbon sắn toàn thân. Nói chung thì cây này ngoại hình xuất sắc cả thời gian nha anh em, cây này chuẩn nội địa Nhật 100% với anh em luôn. Tem nó đây đó. Cây này dài 7m2, ngoại hình đây, ngoại hình rất xuất sắc cả thời gian nha anh em. Cây này nặng 260g, thu gọn 103cm, đọt 0.6 ly, độ cứng tầm 1H đến 1H5 nha anh em. Cây này chuyên cho anh em đi câu giết gô đó. Câu gô giết nha anh em đó. Đọt này, đọt nó khá mạnh nha. Anh em nào muốn cứng thì về cắt lại một khúc đó. Cắt lại. Đợt trước em có bán một cây nó cắt đầu đó, đọt khá mảnh nha anh em, chuyên câu gô giết nha. 7m2 phôi carbon, hàng xuất sắc đó thời gian. Em tháo lóng mà cho anh em xem, bán hàng cần tay thì tháo lóng cho này kiểm tra hết. Đi lâu một tí nhưng anh em kiểm tra xem được cái cần hàng này anh em, Nissin nha, vẫn có xuất sắc trong thời gian nha anh em. Hàng thì chất liệu sắn toàn thân này, khỏi bàn, chuẩn nội địa Nhật luôn. Anh em đi câu gô giết gô phi, cái này đánh là bao cảm giác luôn. Anh em đó, khá là xuất sắc nha anh em. Đầu đây, tất cả bao lỗi lầm bao hỏng hóc nha anh em. Anh em về kiểm tra mình thấy tét nứt bể thì anh em gỡ về hết. Rồi, giá công khai cái thứ nhất nha anh em. Giá công khai là 800k cộng ship. Đó, cái thứ nhất 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần của Korea. Korea xuất nội địa Nhật nha anh em. Còn nút bao đầu cần. Mấy cây này em kiếm nút bao đầu cần gửi cho anh em hết. Lóng ngoài thì nó sắn hai ga, hai da khá là đẹp nha anh em. Cây này của Salutet. Hàng này 8m1 nha anh em. Đó, cây này 8m1. Tem sức nội địa Nhật đầy đủ nha. Cây này dài 8m1, nặng 230g, thu gọn 102cm, đọt 0.6 ly. Độ cứng tầm 1H đến 1H5 nha anh em. Coi cây này vẫn là chuyên nha anh em, câu gô giết. Anh em có thể đánh chép cũng được, đánh chép cây này bao cảm giác luôn. Ngoại hình thì khá ok, không xuất sắc nhiều. Khá đẹp. Chất liệu thì chất liệu carbon. Sắn thì sắn toàn thân luôn, khỏi nói nhiều. Hàng sắn thế này đây, vẫn có xuất sắc nha anh em, cây này vẫn có xuất sắc nha. Nhưng mà đẹp, đẹp. À, 8m1, chiên gô giết chép. À, lóng ở trên đây còn rất là mới nha anh em, lóng trên đây còn rất là mới. Cần sắn thì khỏi cần phải bàn, đọt là đầu bu sắn 360 độ nha anh em. Đó, đọt 0.6 thôi, đọt rất là mảnh, đọt giật cô giết.
đọt ở đây anh em đó, đọt khá mảnh nha, độ bún khá là cao á, test cho anh em xem luôn á. Thôi carbon rồi, giá công khai cây số 2 nha anh em, giá công khai là 1,2 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của nội địa Nhật, tem nội địa nha anh em. Cây này của Juco, cây này dài 8m1. Đây, những cái đốm này là quẩy cá nha anh em đó. Quẩy cá nó dính lại, anh em về chịu khó lau chùi lại chân ra hả. Lúc đầu càng còn hàng carbon sắn chìm nha anh em, carbon hay da sắn chìm. Đây, lúc đầu càng đây, cái này dãy cá khiều ra hết, càng cá ok nha anh em. Cây này dài 8m1, nặng 450g, đọt 1 nặng 450g, thu gọn 130cm, đọt 1.6 ly, đọt 0.6 ly, độ cứng tầm 1h đến 1h5. Cây này chiên câu gô giết rồi, gô giết chép đó, anh em về anh em tay nghề cao anh em có thể cắt cái đọt bớt chút, thành độ cứng cao anh em đi săn hàng. 8m1 thì cắt đồ đọt xuống thì không ảnh hưởng gì đâu anh em đó. Anh em hạ xuống còn 7m2 cũng được, 7m5, 7m2 cũng được. Hàng thì ngoại hình ok, xước sắc ít, xước này nó những lóng này nó xước sát lên em đó. Hàng thì chất liệu carbon, xước sát đây đó. Thôi khá ok nha anh em. Những lóng trên đây thì khá ok. Đọt cây em, đọt cây này thì chiên câu gô giết rồi. Anh em tay nghề cao gì có thể về mua đọt thay đọt đó, thay đọt, phần đọt nó mềm thôi, phần này nó cứng lắm, phần áp đọt nó cứng lắm đó, anh em tay nghề cao về mua đọt thay đọt là ok, săn hàng thoải mái. Rồi cây số 3 giá 1,5 triệu nha anh em đó. Theo sẽ là cây số 4 nha mọi người. Cây số 4 là một cây cần chữ gì không em đọc có không được. Cây này đảm bảo 100% em lấy từ Nhật về nha anh em. Cây này hàng xuất là từ Nhật nha, tem đầy đủ. Đứt đây này, đứt nó hoa mai nha anh em. Cây này dài 7m2, độ mới nó gần tầm khoảng 93% nha anh em, 93-95%. Cây này còn rất là mới nha. Chất liệu carbon nha anh em có thể thấy. Cây này dài 7m2, nặng 380g, thu gọn 105cm, đọt 1.5 ly, đọt cứng tầm khoảng 3h-4h nha anh em. Đọt 1.5 ly nha anh em. Đọt carbon nha. Rồi đem tháo ra em sâu cho anh em xem. Cây này mới lắm. Được hai cây, cây này với cây ba cây đó, hai cây dưới đây. Bốn cây còn lại, bốn cây cuối cùng độ cứng cao nha anh em, độ cứng tầm 3h ăn lên thôi. Độ cứng 3h thì chia nhanh đi săn chép đây, nó săn chép đây, nó cho này nó chóc lớp sơn nha anh em, nó sơn bóng thôi, không ảnh hưởng gì, bao lỗi làm bao không hóc nha. Nó cần thì em lấy ra em soi cho nên cụ cận cảnh luôn. Khá là ok nha anh em. Khá đẹp á. Rất là đẹp nha anh em, độ xước nó như hình như là không có luôn.
cần nguyên sinh nguyên kiện không độ chế gì hết nha anh em. Đó, cần về sai em để vậy lên clip cho anh em tham khảo luôn. Đó. Đọc đây đây, đọc nó là đọc carbon nha anh em. Độ cứng tầm khoảng 3H, 4H. Chiên cho săn chép nha anh em, chép gofi. Cây này dài 7m2. Giá công khai là 1,1 triệu nha anh em. Đó. Cây số 5 1,1 triệu. 1 2 3 4. Cây số 4 1,1 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây này full hợp luôn, cây này tao bao. Em đọc tao bao chứ chả. Đây, nó vẫn là chữ tàu nha anh em. Đó. Cây này dài 8m1, có tổng cộng là 8 lóng, nặng 1450g nha anh em. Đó. Giá nó bán tại Nhật là 15.800 yên, nó rơi vào tầm khoảng 3,5 triệu 4 triệu từ Việt Nam nha anh em. Đó. Đây nó đây. Cây dài 8m1. Tầm bao. Nó ngoại hình cây này còn rất là ok nha anh em. Không xuất sắc gì nhiều hết. Hàng nguyên kiện nguyên hộp nha anh em. Không độ chế. Góc nó đây. Cây này dạng nặng 450g như hộp. À, thu gọn 130cm. Đọt 2 ly 1. Đọt cái 2 ly 1 nha anh em. Đọt rất là to. Độ cứng tầm khoảng 4H-4H5 nha anh em. Đó, giá là 1,1 triệu luôn. Công khai giá luôn. Đó, em bán hàng thì giá cả công khai. Anh em ơn có thể chốt để số điện thoại. Cần em chụp cận cảnh thì báo em chụp cho anh em xem. Nói chung này lấy ra sơ sơ thôi, cây này cũng mới lắm anh em. Hàng chất liệu carbon nha anh em. Carbon loại dạng carbon sáng chìm anh em. Đây. Rất là mới nha anh em. Tất cả các bóng đều rất là ok. Đây. Khúc đọt nó sẵn đây nha anh em. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Cây này dài 8m1, giá 1,1 triệu nha anh em. Đó. Đọt cái đây em test đọt cho anh em xem. Đọt khá cứng nha, đọt này tầm 4H-5H là dư sức. Rất là cứng nha, đọt nguyên zin nha. Cần không độ chế, cần sao về để em để vậy luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cây số 6. Đó, cây số 5 1,1 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 là một cây cần của nội địa Nhật nha anh em. Cây này em lấy từ nội địa Nhật. Mở cốt của nó đây. Cây này màu xanh ngọc bích nha anh em. Đó anh em ưng thì lấy về đánh phong thủy gì đó. Lấy đầu nút đầu cần có hết nha anh em. Cây này dài khoảng là dài 8m nha. 8m. Cái này dài 8m, nặng 500g, đọt 1 ly 7. Độ cứng gơ tầm khoảng 3H-4H. Thu gọn 130cm. Đó, cây này chuyên cho anh em săn hàng nè. Đánh chép. Đó. Đánh hồ thủy điện nè. Hồ thủy điện đánh gần. Những cây lóng dài này dài tầm khoảng trên 8m, anh em đánh gần thoải mái. Ngoại hình cây này nó gơ tầm khoảng 90% nha anh em. Độ sức nó rất là ít. Chất liệu là chất liệu carbon. Bỏ lóng này xuống. Anh em có thể thấy nó sẵn là như con rắn luôn, xanh ngọc bích nha anh em, rất là đẹp á. Ngoại hình khá ok nha anh em, nó siêu sắc ít. Đây lóng này nó sẵn đây, nó bao lỗi lầm hỏng hóc hết. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không dám đếp mình lên á, trả về cho em. Đó, cứ hàng đến tay anh em tháo ra, anh em kiểm tra giống như vậy nè. Đó, rút ra kiểm tra. Đây nó sẵn đây. Đó, anh em có thấy hàng chất liệu carbon nha anh em. Rất là đẹp. Tàu bu sẵn 360 độ nha anh em.
lấy cái này săn hàng là khỏi chơi, săn hàng đánh chép hàng rất đẹp nha nè, sẵn này độ xước xác cái này là ít lắm, màu rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho, đọt nó đây, test đọt luôn. Đây chỗ này nó bị xước nha anh em, chốc sợ nha. Đó, đọt nó khá ok. Rồi, giá công khai cây số 6 giá là 1,5 triệu nha anh em. Đó, giá cộng xếp nha, rất đẹp nha anh em, lấy về đánh bao ok, lấy ra nắng đánh là xanh nguyên ngày luôn. Rồi tiếp theo sẽ là cây cuối cùng nha anh em. Cây cuối cùng là một cây hạt Nissin, hàng nội địa Nhật. Cây này thì ngoại hình khá ok, vẫn có xuất sắc dâm nhỏ lẻ, hàng này hàng carbon nha anh em. Hàng carbon, cây này chuyên gia đánh game mà, đánh giải, đánh game, săn hàng. Cây này dài dài 6m, có tổng cộng là 6 lóng nha nè. 6m, 6 lóng. Nissin, nội địa Nhật, chuẩn luôn. Cây này dài 6m, nặng 290g, đọt thu gọn 130cm, đọt 2 ly, có độ cứng tầm khoảng 4H5H nha nè. Đọt rất là cứng, đọt 2 ly. Phôi carbon nha anh em. Đây, đó. Phôi hai da nha. Ở trong đây nó carbon nó đang theo kiểu cargo anh em. Đó anh em có thấy. Đó, vòng ngoài nó sáng nổi luôn. Hình khá ok, vẫn có xuất sắc nhâm tí nha nè. Đó, đậu được sơn kim tuyến nè, rất là đẹp nha. Đó, như ở trong nói đây, ở trong đây nó sắn này, đọt nó phôi rất là dày nha nè. Đó, nội địa Nhật có khác. Đó, sáng thế này đòi bằng nó đọt 2 ly nha anh em. Rất là đẹp. Cái này em đánh game săn hàng thì ok. Đọt cái đây, nó đọt về nguyên zin sai em để vậy. Đọt nó khá cứng. Rồi, đó là cộng 7 cái cần em đưa cho anh em hôm nay. Cây số 7 này giá công khai là 1,8 triệu nha anh em. Đó, rồi đó là tổng cộng 7 cái cần em đưa cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.